Xin chào mọi người, hôm nay Hương xin giới thiệu với mọi người một cái máy tăm nước của hãng Panasonic có cái mã hiệu là EW1511. Hôm nay thì Hương sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách lắp và cách sử dụng. Nó rất là đơn giản thôi. Thì đây là cái vỏ hộp của nó nhé các bạn. Thì mình đã bỏ ra đây những cái đồ bên trong của máy rồi. Nó gồm có một cái nguồn điện, mình sẽ cắm vào điện nhé. Thì máy này dùng điện 220 các bạn ạ. Điện ở bên Đức cũng giống như điện ở Việt Nam. Các bạn cầm một cái đầu này để cắm vào cái đế này. Đây là cái đế sạc, thì nó có cái ngách ở đây các bạn này, mình cắm vào đấy để sao cho nó khớp vào đây nhá. Sau đó quay cái này ra, thì đây là cái nguồn điện đã xong rồi, và đây là cái đế của nó. Đây là cái thân máy, đặt nó vào cái đế này, các bạn có thể thấy là cái đèn nó đã đen lên đây rồi, lên đèn đỏ có nghĩa là nó đã vào điện. Và đây chính là mình đang sạc pin cho cái máy này. Cái máy này gồm có hai đầu tăm này, cắm cái đầu tăm lên phía trên, rất đơn giản thôi, cứ thế cắm xuống ấn, mình xoay cái chiều nó ra phía ngoài. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Khi nào pin đầy ý, thì nó sẽ hiện lên cái đèn ở trên này. Ở trên này thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Nó rất là đơn giản là có cái level ở đây. Cái level này chính là những cái tốc độ của máy. Đấy, khi mình ấn này thì nó lên đèn xanh ở dưới là cái thấp nhất. Nó gồm có 5 tốc độ, có 5 cái chỉ số biển báo ở đây. Mình ấn một cái nó lên xuống cái đèn xanh ở dưới này. Ấn cái nữa thì nó lên 2 đèn xanh, 3 đèn xanh, 4 đèn xanh và 5 đèn xanh là độ cao nhất, là máy chạy mạnh nhất đấy. Đấy, thế và khi mà mình sạc pin ý, thì mình sẽ không điều khiển được cái level này. Mình chỉ lấy ra khỏi máy thì mình mới điều khiển được cái tốc độ của máy thôi. Thế còn phía trên này chính là cái để mình khi mình sử dụng thì mình sẽ ấn vào đây. Đấy, nhưng bây giờ thì mình chưa ấn vội bởi vì mình chưa sử dụng. Sau này có cái chỗ nắp mở này chính là cái chỗ mà để cho nước vào. Khi mà cho nước ấy, thì các bạn đặt ngửa cái máy lên. Đây, ví dụ đặt ngửa cái máy lên như này, cho nằm ngang ra, xong mình mở bật cái này lên thì mình sẽ đổ nước vào đây. Đấy, khi mà đổ xong thì mình sẽ ấn nó xuống thì nó sẽ không thoát được nước ra ngoài nữa nhé. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách dùng. Đây mình sẽ ấn vào cái nút này để mình chạy nhé. Và hiện nay thì mình đang để cái level của nó là cao nhất các bạn nhé, để mình đo xem cái độ ồn của nó bao nhiêu. Và các bạn đây mình ấn vào xong để cho máy chạy đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là chỉ số về độ ồn của nó trong tầm độ khoảng 40, 50, 60. Và đấy là cái mình đặt cái mức cao nhất rồi nhá. Thì các bạn thấy là cái máy này chạy rất là êm và rất là khỏe. Thì đây là một cái máy tăm nước được rất là nhiều người lựa chọn. Và shop của mình bán thì giá rất là hợp lý, bởi vì mình trực tiếp mình mua tại Đức, cho nên là nguồn hàng rất là đảm bảo. Thế và khi các bạn sử dụng xong ấy thì các bạn tháo, khi mà tháo cái đầu này ra thì các bạn nhớ là các bạn ấn phía sau này nhá, rồi hãng rút ra nhé. Đây có một cái nấc đây này, đấy các bạn phải ấn nó vào thì các bạn hãng rút ra nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng máy tăm nước 1511 của Panasonic. Các bạn cứ yên tâm lựa chọn cái máy này, là một cái lựa chọn rất là thông minh. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho shop của mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.